Tao đi vô. Ê nè, vô ngủ, vô phòng ngủ. Mở để 5 con ha, coi để 6 con mà đâu hết con rồi nè, cho nằm vô. Ui chà, cưng ghê không? Cưng quá. Coi coi coi, bò đâu hết con à hả? Nè nằm lên giải này là chạy ấm nè. Cho con nằm giải cho ấm nha, bú nha không? Ăn uống nào nhiều vô cho có sữa cho con bú. Màu đen, màu vàng, màu vàng, màu đen. Mẹ màu trắng phao mà không có con nào màu trắng hết ha, không có con nào màu trắng hết đấy con. Giống cha hả? Bú đi. Giỏi lắm á, mở này giỏi lắm á nha. Cho con bú nha, bú mau lớn nha không, rồi nằm đó ngủ bú. Bữa báo 6 con mà 6 7 con mà sao giờ còn có 5 con à? Rồi cho con bú ngủ đi nha, tối rồi đừng ra ngoài nha không, con ở ngoài cẩu tặc nó bắt chứ không. Ở đây nè cho con bú. Rồi mấy con này vô ngủ hết đi, đây vô. Tao vô dậy, vô rồi đạp vô kia con, ở đây ha. Vô đi lên nhốt luôn trong đó. Đây con. Con trong này nè, nghe nhốt luôn bây giờ. Ê vô, chia tay đi, chia tay anh chị đi vô. Vô.